Thế bây giờ địa bàn hoạt động của công ty California Waste Solution của do anh điều hành nó gồm có những thành phố nào tất cả thưa anh David? Thưa anh, hiện nay đó thì mình đang hoạt động coi như là chính là hợp đồng đó thì mình San Jose, thành phố San Jose, thành phố Oakland, và mình có một số hợp đồng mà coi như mình là hợp đồng phụ, tức là những cái công ty lớn như Waste Management, Republic, những công ty khác thì hiện nay họ cũng thu gom những thành phố khác, thì họ đưa cái phế liệu về đó, họ giao lại cho mình để mình xử lý tại nhà máy của mình. Thì nói chung là hiện nay công ty đang xử lý cho khoảng chừng 11 thành phố tổng cộng của vùng miền Bắc Cali này. Thế cái ngân sách mà công ty California Waste Solution mỗi một năm như vậy thì là bao nhiêu tất cả thưa anh? Thưa anh, thì hiện nay đó thì công ty với cái hợp đồng tới hiện nay thì công ty là đang nằm ở trong khoảng chừng cái thu, cái nguồn thu của hàng năm đó, thì hiện nay chúng tôi lên khoảng chừng gần 250 triệu. Nhưng mà anh trong cái công ty California Waste Solution thảo công ăn việc làm cho bao nhiêu người tất cả, và xin hỏi nhỏ anh riêng trong đó những người Mỹ gốc Việt chúng ta có đóng phần làm việc với Cali Waste Solution hay không? Dạ thưa anh, thì cái quan điểm của mình đó thì khi mà mình làm một người Việt mà mình làm thì mình muốn cũng như giúp những người Việt khác, tại vì mình là những người mà đến là mình hiểu biết được, thì chúng tôi cũng đặt cái trọng tâm trong vấn đề mà chọn người Việt coi như làm trước tiên. Tuy nhiên vì bất cứ một lý do gì đó thì cái thành phần mà công nhân viên của công ty chúng tôi hiện nay đó thì người Việt chỉ chiếm khoảng chừng 10% trên tổng số, và phần đông ta là những người làm trong văn phòng, làm về tài chính, làm văn phòng. Còn về mặt mà coi như của nhà máy hay là tài xế đi thu gom rác và coi như tất cả thứ đó thì cái số lượng rất lớn. Và hiện nay thì anh có nghĩ và đang có dự định về tương lai của cái công ty của anh tiến triển và phát triển như thế nào thêm không thưa anh David? Thưa công ty thì hiện nay cũng đang, giờ phút này thì công ty cũng đang đấu thầu một số thành phố cũng ở đây, Mipitas rồi Citrus High trên Sacramento cũng đang đấu một vài cái thành phố. Nhưng mà công ty trên cái dự kiến phát triển của công ty thì không chỉ riêng ở tại đây, mà chúng tôi bây giờ đang có dự kiến sẽ phát triển mạnh hơn. Trong năm nay, tới cuối năm nay chúng tôi đang nghĩ tới việc là cái phát triển theo miền Nam Cali. Và đồng thời song song việc đó thì chúng tôi cũng muốn phát triển ở Đông Nam Á, bởi vì những cái phế liệu mà chúng tôi thu gom tại đây thì cái thị trường thì vẫn chạy về bên vùng Đông Nam Á, mà hiện nay 80% của cái khối lượng phế liệu của tại nước Hoa Kỳ được thu gom thì đang tiêu thụ tại Trung Quốc. Là anh Trung Quốc thì lúc mà anh vui thì ok, là hàng hóa nó có giá và thông thang coi như là bao nhiêu hàng cũng thông hết, họ mua hết. Nhưng mà có những lúc mà họ không vui về mặt chính trị đối với Hoa Kỳ thì đất nước Hoa Kỳ thì họ lại coi như là chậm nó lại, tức là họ hạ giá nó xuống và không mua. Thành ra đó là những cái mà tôi thấy là mình nằm ở trong cái ngành nghề này, mình thu gom, tức mình có khối lượng riêng của mình. Thì cái sự phát triển của chúng tôi đi dùng Đông Nam Á không chỉ riêng về vấn đề thu gom xử lý rác, mà chúng tôi sẽ phát triển luôn cả những cái nhà máy để sản xuất ra những cái sản phẩm từ coi như phế liệu mà chúng tôi thu gom được. Thế công việc điều hành của công ty của anh phải gặp phải những cái sự cạnh tranh với một vài cái công ty khác cũng giống như với chính quyền địa phương. Anh có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi có những cái khó khăn gì trong vấn đề đó không thưa anh David? Thưa, rất khó khăn anh, tại vì thật sự ở Hoa Kỳ nữa đó thì mình thấy nếu mà mình làm ăn, mình mở một cái tiệm phở, mở một cái tiệm nhỏ, mở những cái gì mà làm ăn như cái dạng mà của gia đình thôi, thì nó sao mà một khi mà mình đã dính tới những cái công việc mà đấu thầu, đặc biệt như chúng tôi lên coi như là hàng trăm triệu hoặc là hàng tỷ đô như vậy, thì cái sự cạnh tranh với cái rất là khốc liệt. Mà trong đó thì chắc chắn là một điều mà nó vẫn còn tiềm ẩn đó, một cái sự kỳ thị rất là kỳ thị. Mình khi anh nói kỳ thị đó có nghĩa rằng là kỳ thị với cái màu da của anh, kỳ thị với cái công việc làm của company của anh, hay là kỳ thị với cái gì thưa anh? Chắc chắn kỳ thị nó là cái công ty do cái người da màu làm chủ. Thì nhưng mà chúng tôi đã từng có một lần mà cách đây vài ba năm chúng tôi cũng nộp đơn, chúng tôi thưa Sacramento là về cái vấn đề kỳ thị đó. Nhưng dĩ nhiên khi thưa thì chúng tôi biết đối với mặt luật sư thì cho mình biết là khó mà thắng trong vấn đề mà kỳ thị ở Hoa Kỳ này. Thì hiện nay họ muốn làm giảm đi cái tình trạng bên ngoài nghĩ là đất nước Hoa Kỳ vẫn còn kỳ thị, cho nên cái việc thư gửi rất là khó khăn. Nhưng mà khi mình làm đây thì mình đi đấu thầu những cái cách mà họ hỏi mình,
những cái cách mà họ coi như đối xử với mình, cũng như là coi như là những cái thông điệp họ đưa ra, những cái nhìn của họ, những cái mà họ lời nói của họ đối với nhân viên của mình, mà nhân viên của mình vẫn là những người Mỹ, họ đi đấu thầu là những người Mỹ chứ tôi thì đâu có ra mặt. Nhưng mà những cái đó họ cho họ thấy, và cũng như là biết rằng đó là họ cũng có một cái sự kỳ thị, bởi vì công ty này vẫn là công ty của người da màu. Anh có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi những cái điều thực tế nhất, thực tiễn nhất anh đã gắn bó và giúp đỡ cái cộng đồng người Việt này như thế nào, thưa anh David? Thưa anh nhiều anh, bởi vì anh ở cộng đồng ở đây đó thì thí dụ như những cái nơi chúng tôi làm ăn có cả những cộng đồng mà cách xa mà chúng tôi không có làm gì, nhưng mà khi chúng tôi thấy có cái gì mà cộng đồng hội đoàn mà kêu gọi và giúp đỡ thì chúng tôi luôn luôn coi như sang tay. Thí dụ như những cái cuộc như là những cái trường và giải tiếng Việt, rồi thì trung thu, rồi thì Tết, rồi thì hội chợ, rồi những hội đoàn này hội đoàn kia, khi họ tổ chức những cái lễ lộc gì của những hội đoàn, kể cả những hội đoàn của thí dụ như coi như là hội đoàn An Giang, tỉnh An Giang, hội đoàn Nha Trang, tất cả những thứ, thì chúng tôi luôn luôn là sát cánh với tất cả những cái hoạt động của cộng đồng. Những cái gì mà chúng tôi thấy nó phát triển cho, thứ nhất là cái sự phát triển cho cộng đồng, thứ hai nữa những cái gì mà liên quan tới mà nó làm cho cái sự kháng khích đối với cộng đồng thì luôn luôn chúng tôi đều có tham gia. Và đó là những cái mà chúng tôi vẫn tiếp tục, bởi vì dẫu gì đi nữa mình vẫn là người Mỹ gốc Việt, và cộng đồng chúng ta cần lớn mạnh, tức là cần mỗi một người một bàn tay. Thành ra không phải là mình chỉ làm ăn rồi mình buông xuôi cộng đồng như thế nào, thì đối với cộng đồng, bởi vì muốn cộng đồng mạnh thì mỗi người cũng đều phải có cái suy nghĩ và đều góp một bàn tay. Một tuần một vấn đề, chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh với tất cả những gì anh đã chia sẻ với khán thính giả chúng tôi về cái công việc lập ăn của anh, của một người Việt tị nạn đến định cư tại Hoa Kỳ với hai bàn tay trắng, và ngày nay công ty của anh là một cái niềm hãnh diện của người Mỹ gốc Việt chúng ta trên cái xứ sở quê hương mà chúng ta nhận làm quê hương thứ hai này, thưa anh David. Nhưng hôm nay có một vấn đề mà khán thính giả chúng tôi muốn biết anh rất nhiều, và tôi hy vọng rằng là anh chia sẻ với khán thính giả chúng tôi. Điều trước tiên, từ Việt Nam bao nhiêu khó khăn để ra đi đến định cư tại Hoa Kỳ này. Anh nhớ lại những ngày đầu bố mẹ anh cùng với gia đình anh từ tối làm ngày mười mấy tiếng đồng hồ đi lượm rác để ngày hôm nay có cái cơ ngơi như vậy. Thế tại sao lại anh lại đi trở về Việt Nam, lại đầu tư vào Việt Nam làm gì vậy, thưa anh David? Thưa anh, về cái thoạt đầu đó thì thật sự nó phải cái ý nghĩ trở về đầu tư Việt Nam phải là ý nghĩ của tôi. Nhưng mà cũng như là trong mười mấy năm trước, khi mà lần đầu tiên mà ba mẹ tôi được trở về Việt Nam để thăm coi như một người dì bị bệnh ung thư đó, thì sau cái chuyến đi đó, đi về đó, thì hai ông bà mới nói chúng tôi là sao đi về ở Việt Nam sao nó rác đầy đường hết, đầy đường, đầy sông, đầy coi như nói chung mà coi như đủ thứ rác hết, thì tại sao mà con không nghĩ tới cách mà đi về bên đó để con giúp, để bên đó họ làm sao cho nó sạch rác nó, để không thì bệnh hoạn nó lây lan tùm lum. Tại vì rác mà đầy từ các nơi thì tất nhiên là vi khuẩn rồi, vi trùng là cái nó lan rộng các nơi, rồi có nhiều người Việt Nam mình thí dụ như xong rồi nhiều người coi như là đem nước sông lên rồi là lọc lượt rồi đun sôi để uống, thí dụ nhiều cái thứ nó vậy. Cho nên khi đó thì tôi trở về thì cũng dự kiến là giúp để làm cái việc đó, nhưng mà rất là khó. Bởi vì Việt Nam thì nó coi như là bao nhiêu năm trời, nhưng mà tất cả cái vấn đề thu gom xử lý rác là của cái cơ quan của nhà nước hết ở các nơi, thì chúng tôi muốn làm cũng làm không được đó. Thì chúng tôi cũng góp một phần trong cái việc là đưa chuyên gia về để nghiên cứu, để mà lập một cái lịch trình, một cái lộ trình để cho họ làm sao họ thu gom rác được sạch sẽ hơn, tốt hơn. Lúc đó thì chúng tôi lập hai nơi, một là ở thành phố Sài Gòn, hai là ở thành phố Hải Phòng. Đó, chuyên gia chúng tôi đi hai nơi đó lập và đưa những cái ý nghĩ đó cho họ, nhưng mà không thể thực hiện. Và sau này thì ông coi như ba mẹ chúng tôi cứ về mà cứ thấy hoài mà không ai làm, thì ba mẹ cứ đốc thúc, và chúng tôi nghĩ là thôi như vậy thì nó cũng có một cái gì đó ông bà thấy, mà vấn đề ông bà nghĩ rất là không phải là mình về để mình làm việc để mình giúp cho chính quyền, mà mình về mình làm việc, thực chất của công việc của mình làm là mình góp phần trong cái việc bảo vệ môi trường, mà ai hưởng được cái đó, bảo vệ sức khỏe trực tiếp của người dân. Thì lúc đó thì mẹ tôi là người Long An, bà nói một câu, bà nói chứ bây giờ con cứ về con làm, bây giờ nó giúp được, bây giờ ít nhiều cũng giúp được cho gia đình mình,
bà con bên nội rồi tất cả bên đó sạch sẽ môi trường thì họ sống được tốt hơn. Còn bây giờ không có, con không nghĩ tới gia đình thì con phải nghĩ tới bạn bè con. Mà con không nghĩ bạn bè thì con phải nghĩ nó là người Việt Nam. Nó thì con về mà con ráng con làm vậy thì con góp phần trong cái việc. Mà đừng có nghĩ tới vấn đề mà chính quyền như thế nào, mà con phải nghĩ tới là con làm được gì cho người dân. Tại vì cái này là người dân được hưởng trực tiếp. Đó.